Qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Faut frapper là. Et il marque. Et ce ballon. Quelle détente. Oh oui. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Il frappe. Xin chào anh em, ngày hôm nay mình với anh em tiếp tục trải nghiệm một con hàng tí mới mà cũ, tí cũ mà mới. Đó, con hàng Matitel của câu lạc bộ Bayern Munich, con hàng được Konami Free, vị trí thi đấu Gold Poacher, các AE về chạy chỗ, bứt tốc cũng như là nửa bóng và sút xoáy. Các chỉ số của Matitel ở trong game tổng là 95, nhận thức tấn công 88, giữ bóng trong chân 79, dê bóng 84, kiểm soát bóng trong chân 79, chỉ số truyền thì hơi thấp, dứt điểm 83, dứt điểm cũng gọi là ngon này anh em, trên đầu 8 rồi. Chỉ số đánh đầu cũng như đá phạt thì thấp, 64-65, độ xoáy 79, độ xoáy cũng khá. Bằng các chỉ số về phòng thủ thì rất thấp. Được cái tốc độ nhanh, tốc độ 90 và tăng tốc 98, quá nhanh luôn. Lực sút 84, lực sút cũng căng rồi. Bật nhảy 71 và tranh chấp 74, thăng bằng 90, thăng bằng cao. Và thể lực 77, tần suất sử dụng chân không thuận, nó không bao giờ. Động các skill về nửa bóng, nhưng skill qua người, double tut, có như là skill chạy cắt mặt. Skill sút xoáy, skill sút đập đất, sút xa, sút từ thế khó, sút một chạm và skill về thanh loài. Xin mời anh em trải nghiệm con hàng này với trận đấu đầu tiên. Trận đấu này thì mình sẽ để con hàng này thi đấu ở vị trí cánh phải nha anh em, tiền đạo cánh phải. Con hàng Matitel này có thể là thi đấu được vị trí Gold Poacher với lại vị trí tiền đạo cánh phải. Trận đấu này mình sẽ để cho con hàng Matitel này thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải. Một con hàng đến từ Pháp và một tài năng trẻ mới có 18 tuổi thôi. Cú không vào, một pha thoát xuống của Matitel, nhưng mà một pha dứt điểm rất hiền, không thể chiến thắng được thủ môn của đội bạn. Messi nhồi bóng cho Messi, một cú ra chân của Messi đánh đầu không vào. Matitel một cú chạm đầu của Matitel nhưng mà bóng đi không chính xác. Mùa giải này cũng là mùa giải trước thì con hàng Matitel này đang nổi lên là một trong những ngôi sao trẻ thi đấu nổi trội của câu lạc bộ Bayern Munich cũng như là bóng đá châu Âu. Tài mới có 18 tuổi, anh còn rất nhiều thời gian để thi đấu cũng như là phát triển sự nghiệp của mình. Hy vọng rằng trong tương lai thì Matitel sẽ trở thành một ngôi sao lớn của đội gót Mbappe của đội tuyển Pháp. Matitel là một tiền đạo tuy 18 tuổi nhưng mà các chỉ số của anh ở trong game cũng so với ngoài đời thực thì cũng tương đương nhau. Đó, một con hàng rất nhanh, tốc độ 90 và tăng tốc 98, phải nói là tốc độ rất tốt của Matitel. Cái thể lực thì hơi thọt một chút. Thể lực của con hàng Matitel này thì anh em chỉ thi đấu đến tầm phút thứ 80 thôi là thể lực đã cạn rồi. Một pha dàn xếp của đội bạn không thành công. Tiếp tục là đội bạn đang bàn bật rất nhuyễn.
Bayern Munich thì mùa giải này Bayern Munich đã mua thêm Harry Kane, một sát thủ của ngoại hạng Anh, của một pha xoạc bóng sượt của đội bạn, và mà tiếp theo đang dốc bóng xuống, động tác giả nhưng mà không thành công. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Mà tiếp theo là một tiền đạo dự phòng của Bayern Munich. Anh có cái từ đó là super sắt, cái này là cái AI super sắt. Kìa, một pha thoát xuống và mà tiếp theo thoáng quá, một pha sửa lòng vào. Anh em thấy rằng mà tiếp theo đã lợi hại chưa? Anh em hãy xem lại tình huống này, một pha di chuyển thông minh và thoát xuống và dùng cái chân trái của mình để sửa quả bóng vào trong khung thành. 1-0 mà tiếp theo. Con hàng này chơi cũng ổn áp anh em. Một pha bứt tốc rất nhanh của mà tiếp theo và sau đó là một tình huống dốc bóng vào trong khung thành và đưa quả bóng sang chân thuận của mình, đó là chân trái, và một cú sửa lòng rất gọn gàng và chính xác, rất đẹp của mà tiếp theo. Tiếp tục là mà tiếp theo, đội bạn này xoạc đúng không ạ, sửa lòng phút tông vào một pha rất bóng rất nguy hiểm của mà tiếp theo. Như vậy này hiệp một đã kết thúc, tỷ số là 1-0 người lập công là mà tiếp theo. Trận đấu này con hàng tiền đạo mà tiếp theo này thi đấu ở cánh phải này thì lợi thế đó là tốc độ và khả năng khéo léo để có thể là bứt tốc và có những cái cú sút nguy hiểm hay là có những cái tình huống gọi là chuyền vào trong. Một pha đốc bật tốt của Messi không thành công. Cú sút của đội bạn hiệp hai đang cố gắng đẩy bóng lên cao và tấn công trực diện. Rồi xem là đẹp, thoát xuống, mà tiếp theo, trời ơi. Pha đó, là anh hiểu nó sao mà tay cứng không mua tốc độ rồi anh em ạ. Andy John Besson, Dick Nguyen, Ban Bật Van Dai, Cafu, Bruno Fernandes, bóng lên chân của Bruno Fernandes rồi. Bruno Fernandes tiếp tục là những pha phối hợp nhịp nhàng. Fantasy, Matitel đã lùi về để phối hợp với này Bruno Fernandes. Le Bayern Munich qui récupère ce ballon. Van Dijk. Bên nhìn dài Bruno Fernandes, một pha qua người của Bruno Fernandes sút vào. Một siêu phẩm của Bruno Fernandes, một pha sút bằng chân trái của Bruno Fernandes, không phải là chân thuận của anh, đã có một siêu phẩm trong tình huống này. Goal 2-0. Những pha bàn bật rất đẹp mắt của team nha. Và Bruno Fernandes đã có bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đã có một siêu phẩm. Đội tỷ số lên 2-0. Đội bạn một cú sút nguy hiểm của đội bạn không vào. Bruno Fernandes. Cafu thoát xuống rồi. Căng ngang. Bóng không lên chân được của Messi. Một pha phát động tấn công rất thoáng của đội bạn Martinelli của đội bạn kia. Một pha dốc bóng xuống rất nhanh của Martinelli. Tốc độ của Martinelli không được. Rồi các anh em, hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Rất hay anh em ạ, trận đấu này quá hay. Yeah. Và tiếp theo, anh dốc bóng xuống và cắt vào trong nhưng mà đã không xử lý được tình huống cuối cùng. Martinelli này, lại là một pha tạt bóng của Martinelli. Bóng nguy hiểm trên khung thành của Ter Stegen.
Ok Manet. Mà tiếp theo trận đấu này phút thứ 89 rồi nhưng mà thể lực của mà tiếp theo vẫn rất ổn. Messi, Messi qua người không thành công. Một pha đá phạt nhanh. Mà tiếp theo, đây là mà tiếp theo. Trận đấu này mà tiếp theo thi đấu quá tốt. Một trận đấu xuất sắc của Matiteo. Matiteo trận đấu này anh đã được chấm 7.5 điểm ngang với số điểm của Bruno Fernandes. Xin mời anh em đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận đấu này thì Matiteo sẽ được xếp đá với một tiền đạo nữa. Trận đấu này mình sẽ đá với sơ đồ 4-3-1-2 với hai tiền đạo mũi nhọn là Messi và Matiteo. Xem cái khả năng thi đấu trực diện của Matiteo sẽ như thế nào. Anh có tận dụng được những cái cơ hội và có những cú ra chân để ghi bàn thắng cho tiền nhà hay không. Matiteo phối hợp với Bellingham. Người Bellingham chuyền bóng vào một pha băng cắt quá tốt của Lionel Messi. Lionel Messi đã có mặt kịp thời để bóng vào, tỷ số là 1-0. Một pha đi bóng rất hay của Jude Bellingham. Bellingham trong mùa giải này đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Real Madrid. Anh đã có những bàn thắng và những pha kiến tạo hết sức là đẳng cấp và ngoạn mục. Có thể nói rằng Bellingham rất xứng đáng với cái số tiền mà câu lạc bộ Real Madrid đã bỏ ra cho mùa anh trong màu áo của Real Madrid. Lúc so của MU đang bị chấn thương, một chấn thương phải nói rằng rất mất nhiều thời gian để hồi phục. Đội bạn đang phối hợp Kimmich. Đội bạn Kimmich rớt xuống, không vào. Một pha đánh đầu của đội bạn nhưng mà không có bàn thắng. Một pha đánh đầu rất nguy hiểm. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng của đội bạn Vinicius. Một cú sút của Vinicius không vào. Stegen đã đẩy được quả bóng ra. Đội bạn tiếp tục nhồi bóng không vào. Một pha cứu thua xuất thần của Stegen. Lại liên tiếp là những cú sút của đội bạn, nhưng mà lần này đã có lỗi, hình như là lỗi việt vị rồi. Thiago Silva 37-38 tuổi nhưng mà thi đấu rất hay cho màu áo của Chelsea. Thì bộ chỉ số phòng ngự của Thiago Silva, Konami thiết kế phải nói là rất là ngon. Chỉ mỗi cái là Thiago Silva bây giờ tốc độ nó hơi chậm đi một chút, chứ không thì đúng Thiago Silva phải nói là bá đạo rồi anh em. Kìa, nguy hiểm quá. Không vào. Đội bạn liên tiếp là những cái tình huống hãm thành cũng như là dứt điểm của team bạn. Mà tiếp theo có những cái skill của người góc bật tốt như là chạy cắt mặt các thứ cũng tuyệt đối ngon. Một cú sút của mưa của đội bạn không vào. Thời gian đi đến phút bù giờ cuối cùng rồi. Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc, tỷ số là 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi do công của Lionel Messi. Hiệp 1 thì team mình có đúng một cú sút đây nhầm, đội bạn liên tiếp hãm thành và gần như là team mình không thể lên được bóng và không có nổi đến hơn một cú sút. Hiệp 1 đội bạn thi đấu rất hay. Như vậy một lỗi rồi. Nguy hiểm quá. Ter Stegen. Anh đã đẩy bóng ra. Vậy là tuyệt vị rồi. Mà tiếp theo có rất nhiều cái skill
được sút, sút xa rồi sút xoáy, sút đập đất, sút một chạm, rất nhiều sự kiểu sút. Và cái lực sút của Matip theo cũng tương đối là căng. Và Matip theo là một cầu thủ thuận chân trái. Những cái cầu thủ thuận chân trái thông thường là có những cái pha phải nói là đập lòng quá là ngọt luôn. Như là Messi, như là Sana, kìa một pha đánh đầu vào. Mà tiếp theo sút đi, không vào. Liên tiếp là như là hai pha dứt điểm liên tiếp của Tinh Nha. Nhưng mà thủ môn và hàng hậu vệ của đội bạn đã chơi xuất sắc trong những tình huống vừa rồi. Thế Tinh Nha, mang vấn đề. Cái chỉ số chuyền chọt của Matip theo thì hơi thấp một chút. Yeah, dứt điểm không được. Matip theo nó không thể ra chân trong tình huống vừa rồi. Đội bạn đã bè rất nhanh. Jean Cancelo. Qua một vài trận đấu trải nghiệm con hàng Matip theo thì mình đánh giá con hàng Matip theo này là một tiền đạo tốc độ tốt, khả năng dứt điểm cũng một cú sút rất đẹp mắt của Phil Foden của đội bạn, tỷ số là 1-1, một pha làm bàn rất đẹp mắt của Phil Foden. Còn hàng Matip theo này tốc độ tốt, lực sút tốt, chạy chỗ cũng ổn và khả năng dứt điểm rất khả năng dứt điểm nói tương đối là để theo mình đánh giá thì khả năng dứt điểm nói rằng cũng gọi là mức khá tốt rồi. Con hàng này thì được Konami free trong cái đợt update trong tuần này. Anh em mình ai cũng có con hàng này nên là anh em mình hãy cứ nâng cấp và trải nghiệm con hàng. Mà tiếp theo một vào một cú dướn và tốc độ cũng như là sức mạnh của Matip theo và một cú sút rất căng. Thủ môn đã đoán được hướng rồi nhưng mà không thể nào mà đẩy được quả bóng ra. Một cú sút trái pháo của Matip theo bằng chân trái của mình, bằng chân thuận sở trường của mình. Anh em thấy không, đội bạn hậu vệ đội bạn đã không thể nào mà TDA được. Một pha dứt tốc cũng như là tranh chấp TDA quá mạnh mẽ của Matip theo và một cú sút chính xác căng. Thủ môn đội bạn không biết làm gì hơn ngoài vào lưới nhặt bóng. Một pha làm bàn xuất sắc của Matip theo. Đây là Matip theo sút đi, không vào. Như vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-1. Matip theo có một bàn thắng trận đấu này. Trận đấu này Matip theo được chấm 7.5 điểm. Một trận thi đấu xuất sắc của Matip theo. Anh em nên trải nghiệm con hàng này nhá. Anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, để giúp kênh ngày càng phát triển hơn. Xin chào anh em.